Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh một nữ quân nhân bế trên tay đứa trẻ bị mất mẹ khi chạy giặc Trung Quốc tháng 2 năm 1979 là một trong những bức ảnh gợi nhiều cảm xúc nhất về ly tán trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Hai con người chỉ tình cờ gặp gỡ, gắn bó với nhau một ngày trong cuộc chiến tàn khốc. Nhưng câu chuyện của họ thì sau 37 năm vẫn khiến chúng ta cảm động khi ngày hôm qua 28 tháng 2, khi nhân vật trong bức ảnh đã có cuộc hội ngộ thấm đẫm nước mắt tại Phú Thọ. Chồng có mùi tên là gì thế hả? Chồng có mùi tên là con gì đó không? Mẹ! Có phải không? Mẹ! Có mùi gì ạ? Mẹ ơi! Mẹ có khỏe không? Mẹ! 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 Nghẹn ngào trong giây phút gặp lại, cô bé Hiền năm nào giờ đây đã bước sang tuổi 40. Nhưng đối với bà Bùi Thị Mùi thì chị Hiền vẫn mãi chỉ là một cô bé mới 3 tuổi. Bức ảnh cũ vẫn luôn được nâng niu, gợi nhớ lại những câu chuyện cũ tưởng chừng đã trôi vào quên lãng. Không nghĩ đến công trạng gì cả, chỉ nghĩ là nhiệm vụ của mình phải làm thôi. Nhưng mà rất là mừng, rất phấn khởi là một cuộc hội ngộ chưa từng có mà chưa bao giờ ngờ đến. Bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường vào tháng 2 năm 1979, những ngày chiến tranh xảy ra ác liệt nhất. Bà Mùi khi đó là bộ đội trên đường rút quân về tuyến sau đã gặp hai mẹ con chị Hiền. Khi đó mẹ chị Hiền bị thương nặng, con chị Hiền mới chỉ 3 tuổi. Vượt qua bom đạn kẻ thù, chăm sóc cho chị như một người mẹ trong vòng một ngày đêm. Trong lúc chiến tranh thì chị gặp gỡ được em bé này, thì đến giờ phút này em bé nghĩ lại chị và tìm thấy chị, nhưng may mắn là chị còn sống thì cũng vô cùng là cảm ơn, chứ cũng không biết nói gì. Mà để gặp nhau như này thì các chị cũng lại em thì các chị cũng sung sướng lắm. Sau khi trở về từ trận địa, bức ảnh của nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường được đăng trên báo Quân đội Nhân dân với chú thích ngắn gọn: mẹ của em bé, không phải, mẹ của em bị quân Trung Quốc xâm lược giết hại tại ngã ba Khâu Đồn ngày 24 tháng 2 năm 1979, và đây là cô bộ đội đã cứu em. Một hành trình tìm kiếm suốt 3 năm trời không mệt mỏi của một nhà báo đã mang tới cuộc hội ngộ cảm động này. Tháng 2 năm 2014, anh Hải, nhà báo Mai Thanh Hải có lên và đăng ảnh trên Facebook là có tìm cô bé và cô bộ đội. Thì những người biết về bức ảnh thì đã bảo và đấy là chính là tôi. Và thế là sau đấy là đã cùng anh Hải, cùng gia đình tôi cũng đã đi tìm. Và thì đến hôm nay mới tìm được. Thực ra là cái quá trình mà từ tháng 2 năm 14 đến tháng 16 là một quá trình rất dài của báo Thanh Niên. Rồi chúng tôi không chỉ là tìm trên bằng cái kinh nghiệm của phóng viên, mà chúng tôi nhờ rất nhiều các đơn vị trong tổng cục trị của quân khu 1, cựu chiến binh các tỉnh, và nhất là có sự tham gia của cộng đồng mạng xã hội. Năm xưa, người nữ quân nhân này đã phải chiến đấu chống lại kẻ thù, thì nay bà đang phải chiến đấu với bệnh tật do tai nạn cây đổ vào người. Và đau đớn hơn, cũng tròn 35 năm, vợ chồng bà không có con. Với bà Mùi, có lẽ một ngày chăm sóc cô bé năm xưa cũng chính là một ngày bà được làm mẹ trong cuộc đời này. Có thể những người trẻ như chúng tôi đây chỉ có thể biết tới cuộc chiến tranh biên giới qua sách báo. Chúng tôi không thể hiểu hết được sâu sắc sự mất mát, sự ác liệt của cuộc chiến này. Nhưng ngay lúc này đây, tại cuộc hội ngộ này, tôi đã hiểu ra một điều. Chiến tranh không chỉ có máu và nước mắt, mà trong cuộc chiến, tình người vẫn có thể hiện lên rất cao cả và nhân văn.